Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Phó chủ tịch hội đồng an ninh nga Dmitry Medvedev cho biết, nga có thể phải thiết lập vùng đệm bên trong lãnh thổ ba lan, thành viên nato nếu phương Tây vẫn chuyển vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ông nói, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Vladimir Putin nói rằng, để có cuộc sống yên bình, đất nước chúng tôi sẽ phải thiết lập vùng đệm, nơi lực lượng Ukraine không thể tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Putin tuyên bố nguyên nhân Nga mở chiến dịch mới tại tỉnh Đông Bắc Kharkov của Ukraine là vì lực lượng của Kiev liên tục pháo kích các khu vực dân cư biên giới. Ông Putin nhấn mạnh, tôi từng cảnh báo công khai rằng Nga sẽ phải thiết lập vùng đệm an ninh nếu điều này tiếp diễn. Theo ông Medvedev, toàn bộ miền Trung và một bộ phận lớn miền Tây Ukraine nằm trong phạm vi cần thiết lập vùng đệm. Nếu không, an ninh tại các thành phố và làng mạc của Nga sẽ không được đảm bảo. Ông Medvedev cũng cho rằng nếu phương Tây tiếp tục chuyển giao vũ khí tầm xa cho Ukraine, Nga sẽ cần mở rộng vùng đệm tới nơi nào đó ở biên giới với Ba Lan, thậm chí là bên trong lãnh thổ nước này. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Nga đề cập đến phương án lập vùng đệm trên lãnh thổ Ba Lan quốc gia thành viên NATO. Vùng đệm an ninh đang là một trong những vấn đề được Nga đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Ukraine gần đây tăng cường tập kích vào các khu vực biên giới của Nga nhằm đến những hạ tầng quan trọng như nhà máy lọc dầu, cảng biển. Theo ISW, để lập một vùng đệm an ninh sâu 15 km và rộng hàng trăm km, Nga sẽ phải mở một chiến dịch quy mô lớn, đòi hỏi lực lượng lớn hơn, được trang bị tốt hơn so với lực lượng triển khai ở biên giới với Ukraine hiện nay. Kịch bản vùng đệm an ninh mở rộng đến biên giới Ba Lan thậm chí khó xảy ra hơn, bởi động thái đó có thể sẽ kích hoạt điều 5 hiến trương NATO về phòng thủ tập thể. Ba Lan là thành viên của NATO, bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một nước thành viên sẽ bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh quân sự gồm 32 thành viên này. Khi đó, NATO có quyền đáp trả tập thể. Quan chức Ukraine vừa yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cung cấp thêm thông tin tình báo về vị trí lực lượng Nga và các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga nhóm nghị sĩ Ukraine cũng gặp gỡ các nghị sĩ Mỹ ở Washington để đề nghị họ cho phép Kiev sử dụng vũ khí Mỹ với lãnh thổ Nga. Yêu cầu trên của Ukraine ngày càng mạnh mẽ trong các tuần gần đây khi Nga gia tăng tấn công ở tỉnh Kharkov, nằm ở vùng đông bắc Ukraine. Thời gian qua, Nhà Trắng khẳng định không khuyến khích hoặc tạo điều kiện để Ukraine tấn công sâu vào Nga do lo ngại làm gia tăng xung đột. Họ khẳng định không muốn để Ukraine sử dụng thông tin tình báo của Mỹ để tấn công vào các địa điểm bên trong nước Nga. Tuy nhiên, Mỹ có thể xem xét lại quan điểm trên trong bối cảnh tình hình mới. Trước đây, Mỹ cũng có cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine về lực lượng Nga bên trong lãnh thổ Nga, nhưng đó là khi quân đội Nga đang tập kết cho một cuộc tấn công tiềm tàng sang Ukraine. Ngoài ra, Ukraine cũng được tiếp cận hình ảnh vệ tinh thương mại, giúp họ nhìn thấy hoạt động của Nga tại các căn cứ quân sự lớn. Tuy nhiên, giới chức Ukraine cho hay họ cần tăng số lượng và tính hiệu quả của các cuộc tấn công xuyên biên giới để gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột vũ trang theo hướng đó, các quan chức Ukraine nói rằng họ cần thêm thông tin tình báo theo thời gian thực và nhiều thông tin hơn nữa từ các đồng minh về các mục tiêu Nga mà phương Tây coi là trọng yếu hàng đầu. Một cựu quan chức Ukraine nói rằng, thông tin tình báo của Mỹ và phương Tây về các cơ sở quân sự của Nga sẽ cho phép xây dựng đường bay chính xác hơn cho UAV và tên lửa dẫn đường của họ. Những vũ khí này sẽ phải bay thấp để tránh radar đối phương, do vậy cần có thông tin chi tiết về địa hình lãnh thổ. Trước đó, tờ thời báo New York tức New York Times, đã có bài viết về việc Cục Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, đã giúp Ukraine chống lại Nga. Theo tờ báo, trong hơn một thập kỷ, Mỹ đã nuôi dưỡng mối quan hệ đối tác tình báo bí mật với Ukraine. Mối quan hệ này hiện rất quan trọng đối với cả hai nước trong việc chống lại Nga. New York Times cho biết thêm, trạm nghe lén trong rừng Ukraine là một phần của mạng lưới căn cứ gián điệp do CIA hỗ trợ, được xây dựng trong 8 năm qua, bao gồm 12 địa điểm bí mật dọc biên giới Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay các đơn vị Ukraine đều đủ đạn pháo, chấm dứt cơn khát vũ khí đã khiến họ hứng chịu nhiều tổn thất. Lần đầu tiên trong cuộc xung đột, không có lữ đoàn nào phàn nàn rằng họ không có đạn pháo. Điều này đã diễn ra trong hai tháng qua. Hồi tháng 2, Tổng thống Séc Petr Pavel thông báo nước này, Đan Mạch và Canada đã xác định được nguồn cung gồm nửa triệu quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn 122mm ở bên ngoài châu Âu để mua và viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết sáng kiến do Cộng hòa Séc dẫn đầu đã đạt tiến triển dù các bên vẫn sẽ phải tiếp tục nỗ lực hết sức. Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi đang đàm phán về vấn đề tiền bạc với các đối tác. Lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ các bên đã khởi xướng một sáng kiến mới, trong đó các đối tác của Kiev sẽ tài trợ cho hoạt động sản xuất phương tiện bay không người lái drone và thiết bị tác chiến điện tử của nước này. Ông cho hay, hiệu suất kỹ thuật của drone Ukraine ngày càng tăng lên. Chúng tôi đang bắt đầu sản xuất lượng lớn khí tài này, song chưa có tiền. Trước đó, Ukraine liên tục cạn kiệt nguồn cung cấp trầm trọng, bao gồm cả đạn dược cho pháo binh và phòng không do Mỹ liên tục trì hoãn viện trợ trong 6 tháng qua. Nhiều chuyên gia và giới chức phương Tây cho rằng tình hình ngày càng tồi tệ đối với Ukraine và nước này có thể thua trong cuộc chiến trước Nga nếu không nhận được nguồn viện trợ đầy đủ và kịp thời tướng Christopher G. Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, đã cảnh báo rằng Nga có thể nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc chiến nếu Ukraine không nhận thêm viện trợ. Đồng thời, ông Cavoli chỉ ra rằng hầu hết số tiền được phê duyệt cho Ukraine sẽ vào túi các công ty Mỹ. Ukraine kêu gọi Mỹ tiếp tục hỗ trợ, đồng thời lập luận rằng Ukraine đã chứng minh rằng với đủ nguồn viện trợ, nước này có thể chống lại Nga. Tất cả những gì Ukraine cần là sự hỗ trợ vững chắc như lời hứa hẹn. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng chia sẻ rằng nếu Ukraine không nhận được khoản viện trợ quân sự, Kiev sẽ buộc phải rút quân từng bước. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, không có hỗ trợ từ Mỹ có nghĩa là chúng tôi không nhận được hệ thống phòng không, tên lửa Patriot, thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, đạn pháo cỡ nòng 155mm. Vậy chúng tôi sẽ phải lùi lại, rút lui, từng bước một theo bước nhỏ. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách để không phải rút lui. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 5 công bố video cho thấy tàu tuần tra và trực thăng của hạm đội Biển Đen tham gia đánh chặn xuồng tự sát không người lái USV của Ukraine trong đêm. Trong video, một chiếc USV bốc cháy và phát nổ sau khi trúng đạn từ trực thăng Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các đơn vị thuộc hạm đội Biển Đen trong 24 giờ qua đã phá hủy 25 USV của Ukraine trên Biển Đen. Các kênh Telegram quân sự Nga cùng ngày đăng ảnh một xuồng tự sát Ukraine bị vô hiệu hóa, dạt vào ven biển bán đảo Crimea phương tiện này lắp tên lửa không đối không R-73 hoán cải để đối phó với trực thăng Nga, vốn là phương tiện chính trong tác chiến chống USV. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 5 cũng cho biết, các trực thăng tấn công của hạm đội Biển Đen đã được điều động để đối phó với mối đe dọa và đánh chìm tổng cộng 15 xuồng không người lái USV tự sát của Ukraine tại vùng biển gần bán đảo Crimea. Ít nhất 3 nhóm USV đã bị phát hiện khi tiếp cận bán đảo Crimea trong một ngày. Theo Bộ Quốc phòng, Đợt tấn công đầu tiên xảy ra vào khoảng 14 giờ giờ địa phương. Trực thăng của hạm đội Biển Đen đã đánh chìm 11 chiếc USV. Một máy bay không người lái nữa cũng bị phát hiện và bị bắn hạ. Một đợt tấn công khác được phát hiện vào khoảng 19 giờ 30 phút giờ địa phương khi ba chiếc USV bị phát hiện đang tiếp cận Crimea. Các USV này cũng bị trực thăng của hạm đội Biển Đen đánh chìm. Trong thời gian qua, Ukraine đã điều động xuồng không người lái tấn công chiến hạm tại hạm đội Biển Đen của Nga, gây ra thiệt hại cho Moscow vì vậy Nga đã tìm cách đối phó với các xuồng này từ trên không. Nga điều động máy bay chiến đấu ném bom, trực thăng tuần tra biển đen, tìm kiếm các xuồng của Ukraine để nã hỏa lực phá hủy. Để đối phó với vũ khí Nga, Ukraine đã lắp thêm tên lửa đất đối không lên xuồng tự sát để sẵn sàng bắn rơi máy bay Nga. Nếu Ukraine làm chủ được công nghệ phóng tên lửa từ xa, điều này sẽ gia tăng mức độ nguy hiểm của xuồng không người lái. Trước đó, hầu hết các xuồng tự sát của Ukraine thường chỉ tấn công một lần, nổ tung sau khi lao vào mục tiêu. Các chuyên gia cho biết, xuồng tự sát Ukraine thường di chuyển sát mặt biển và kích thước tương đối nhỏ, nên việc phát hiện chúng bằng radar hoặc thiết bị sóng âm phản xạ là một thách thức lớn đối với Nga. Ngoài ra, các xuồng này có thể bị sóng biển che khuất cho tới khi chúng tới rất gần mục tiêu. Việc đánh chặn các vũ khí tương đối nhỏ, tốc độ khá nhanh lúc này trở nên thách thức hơn. Ukraine những tuần qua dùng máy bay không người lái UAV chứa đầy chất nổ để tập kích vào hạ tầng năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Chúng có hình dáng giống máy bay cánh quạt hạng nhẹ, bay chậm và thấp hơn đáng kể so với tên lửa hành trình, song lại có thể né được lưới phòng không Nga và tiếp cận mục tiêu cách xa biên giới hơn 1.000 km. Hồi đầu tháng 4, Ukraine sử dụng máy bay cánh quạt cỡ nhỏ Aeroprak A-22 được hoán cải thành UAV để tập kích các cơ sở công nghiệp ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga Tuần trước, một UAV giống mẫu A-22 tập kích nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Baskotostan, địa điểm nằm cách biên giới khoảng 1.500 km. Chuyên gia an ninh Fabian Hoffman, hiện là nghiên cứu sinh tại Đại học Oslo, nhận định trong thế giới của các hệ thống tên lửa hiện đại, phức tạp, những chiếc UAV hoán cải như A-22 về cơ bản là cục gạch bay được chế tạo rất thô sơ. UAV loại này bay tương đối thấp, khiến radar khó phát hiện và theo dõi chúng khi Ukraine phát hiện một hành lang không phận Nga không có lưới phòng không thích hợp bảo vệ, UAV cục gạch bay có thể xâm nhập hiệu quả và bay sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng việc lưới phòng không Nga để UAV tầm xa Ukraine thoải máy bay vào lãnh thổ suốt nhiều tiếng, vượt qua quãng đường hơn 1.000 km để tập kích cơ sở dầu khí tại Tatarstan và Baskototan là thất bại khó có thể biện minh. Chuyên gia Hoffman cho biết UAV tầm xa được hoán cải từ máy bay hạng nhẹ, ồn ào và bay chậm, khiến chúng dễ bị phát hiện bằng mắt thường trên đường bay, kể cả khi radar không quét ra chúng. UAV kiểu này tương đối dễ bị bắn hạ bởi các pháo phòng không được bố trí xung quanh hạ tầng trọng yếu. Theo Hoffman, thất bại trong đối phó UAV tầm xa của Ukraine cho thấy Nga dường như gặp vấn đề về năng lực phòng không khi các tổ hợp được điều tới bảo vệ khu vực tiền tuyến hoặc đô thị quan trọng như Moscow và Saint Petersburg hoặc họ đánh giá thấp mối đe dọa mới. Theo Forbes, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga tiếp tục gia tăng khi Kiev tiến hành hoán cải máy bay dân dụng Cessna thành UAV cảm tử. Trước đó, ít nhất một chiếc Cessna cảm tử của Ukraine đã đánh trúng tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga ở Jelabuga, cách biên giới Ukraine gần 1.000 km. Đây được xem là khoảng cách xa nhất UAV Ukraine vươn tới kể từ khi xung đột diễn ra. Cũng theo Forbes, tổ hợp công nghiệp ở Jelabuga là nơi Nga chế tạo các mẫu UAV cảm tử Geran 2 của nước này. Trong một đoạn video được các nhân chứng ghi lại, chiếc Cessna được điều khiển từ xa mang theo ít nhất nửa tấn thuốc nổ đã lao xuống khuôn viên đặc khu kinh tế Alabuga, Jelabuga. Vụ tấn công tạo ra một quả cầu lửa lớn ngay bên trong khu công nghiệp. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong báo cáo giao tranh hôm 17 tháng 5, trong tuần qua, các đơn vị thuộc cánh quân Bắc đã kiểm soát 12 làng tại tỉnh Kharkov, đẩy lùi lực lượng và phá hủy khí tài của 5 lữ đoàn chính quy, 4 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và một đơn vị biên phòng Ukraine. Họ đang tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương. Cơ quan này cũng tuyên bố thực hiện tổng cộng 28 đợt tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái UAV và vũ khí tầm xa chính xác cao trong vòng một tuần, nhằm vào sở chỉ huy, sân bay quân sự, hệ thống phòng không, kho vũ khí và cơ sở xăng dầu của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, một trong các mục tiêu bị phá hủy là kho chứa xuồng không người lái cảm tử, cùng điểm đóng quân của lính tư nhân nước ngoài và đơn vị Sonexco thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine. Truyền thông Nga cũng công bố video tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander tập kích nhà kho tại tỉnh Mykolaiv ở miền nam Ukraine, nơi bị nghi chứa khoảng 40 xuồng cảm tử được chuyển đến từ Kiev. Trong diễn biến có liên quan, theo hãng tin TASS, ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền vùng Kharkov do Nga bổ nhiệm cho biết, các lực lượng Nga đã tiến về phía làng Borovaya thuộc thành phố Izium của vùng Kharkov. Ông Ganchev viết trên kênh Telegram, có những kết quả nhất định ở các khu vực khác của mặt trận Kharkov. Một trong số đó là ở khu vực Svatovo, Kupiansk, nơi binh sĩ của chúng tôi đã tiến về phía Borovaya và họ đang tiếp tục cải thiện vị trí của mình ở đó. Quan chức này nói thêm rằng, tính đến 17 tháng 5, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 200 km vuông diện tích khu vực từ quân đội Ukraine. Ông Ganchev cho hay, giao tranh vẫn đang diễn ra và chúng tôi có thể nói rằng mỗi con phố kiểm soát được đều là kết quả của những trận chiến khốc liệt và khó khăn với Ukraine. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua đã đến thăm thành phố Kharkov ở phía đông bắc nước này để nâng cao tinh thần và củng cố quân đội trong khu vực, nơi các lực lượng Nga đang cố gắng đẩy mạnh cuộc tấn công mới. Ông Zelensky nói sau cuộc họp với chỉ huy hàng đầu và các lãnh đạo quân sự cấp cao ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, tình hình vẫn cực kỳ khó khăn chúng tôi đang tăng cường củng cố các đơn vị của mình. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm sau đó, ông Zelensky nói rằng nhờ hành động của lực lượng Ukraine nên đã đạt được sự vững chắc hơn gần thành phố Volchansk cách biên giới 5 km. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, nhưng pháo kích của Nga vẫn không dừng lại, các mối đe dọa vẫn tồn tại. Tổng thống Zelensky đã hủy các chuyến công du nước ngoài sắp tới do tình hình chiến trường xấu đi. Vừa qua, máy bay không người lái của lực lượng Hezbollah đã bắn hai tên lửa vào một đồn quân sự ở miền Bắc Israel, khiến ba sĩ quan bị thương. Lực lượng Hezbollah thường xuyên bắn tên lửa qua vùng biên giới giữa Liban và Israel trong 7 tháng qua. Tuy nhiên, cuộc tấn công mới đây dường như là vụ không kích bằng tên lửa đầu tiên mà nhóm này thực hiện ngay từ bên trong không phận Israel. Nhóm này đã tăng cường tấn công vào Israel trong những tuần gần đây, đặc biệt kể từ khi Tel Aviv thực hiện các cuộc không kích vào thành phố Rafah, phía nam giải Gaza. Lực lượng này ngày càng tấn công sâu hơn vào bên trong Israel với các loại vũ khí mới và tiên tiến hơn. Nhà phân tích chính trị Liban Faisal Abdul Sater cho biết, Hezbollah muốn phô diễn sức mạnh thông qua các cuộc tấn công vào Israel và thậm chí họ có thể làm nhiều hơn nếu Tel Aviv không dừng các cuộc tấn công tại Rafa. Trong khi đó, một quan chức Liban khác cho biết, trong hai tuần qua, Hezbollah đã gia tăng các cuộc tấn công vào Israel nhằm đáp trả việc nước này tiến quân vào thành phố Rafah cuộc tấn công mới đây diễn ra chỉ vài ngày sau khi hezbollah phóng ba tên lửa chống tăng dẫn đường và một đồn quân sự của israel nơi được cho là đang điều khiển một khinh khí cầu do thám liban sau đó quân đội israel xác nhận khinh khí cầu do thám đã bị bắn rơi trên bầu trời liban hezbollah đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu bên trong lãnh thổ israel cụ thể một uav có gắn chất nổ của lực lượng này đã tấn công một căn cứ quân đội israel ở ilania gần thành phố tiberias cách biên giới Liban khoảng 35 km. Quân đội Israel cho biết vụ tấn công không gây ra thương tích. Việc Hezbollah sử dụng các loại vũ khí tiên tiến hơn, bao gồm máy bay không người lái mang theo tên lửa, máy bay tự sát và loại tên lửa dẫn đường nhỏ Almas hay Diamond tấn công vào căn cứ điều khiển khinh khí cầu đã dấy lên cảnh báo trong quân đội Israel. Bên cạnh đó, Hezbollah cũng đang tìm cách giảm thiểu những tổn thất đối với máy bay chiến đấu. Theo một số nguồn tin, Hezbollah đã giảm lượng máy bay chiến đấu dọc khu vực biên giới nhằm hạn chế tổn thất. Lực lượng này đang thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng Konet do Nga sản xuất từ khu vực gần biên giới, cũng như chuyển sang sử dụng máy bay không người lái và các tên lửa tiên tiến khác như tên lửa Almas, Falak và Berkan. Theo tạp chí Foreign Policy của Mỹ, sau khi phong trào Hamas phát động cuộc tấn công đa hướng từ giải Gaza vào Israel năm ngoái, Israel phải đối mặt với một cuộc xung đột tiềm tàng khác ở biên giới phía bắc giáp Liban với kẻ thù đáng gờm hơn rất nhiều là phong trào Hezbollah. Foreign Policy đánh giá Hezbollah là kẻ thù đáng gờm nhất của Israel kể từ khi thành lập vào đầu những năm 1980. Năm 2000, nhóm này thành công trong việc buộc lực lượng Israel rút khỏi miền nam Liban. Cũng như Hamas, Hezbollah được Iran hậu thuẫn từ hoạt động huấn luyện cho tới khoản tiền hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài tên lửa thông thường, Hezbollah còn sở hữu cả tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa đất đối không có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Israel. Iran thậm chí còn giúp xây dựng khả năng hoạt động trên mạng Internet của Hezbollah. Trong khi Hamas bị giới hạn trong một giải đất hẹp ở giải Gaza, lực lượng của họ cũng ít đạt được thành tựu khi chống lại Israel, thì Hezbollah kiểm soát nhiều khu vực ở Liban có chân trong bộ máy chính phủ, liên kết với một số đồng minh chính trị, các tay súng Hezbollah cũng thiện chiến hơn các nhóm vũ trang khác trên thế giới. Lực lượng Houthi gần đây tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV MQ9 của Mỹ trong tỉnh Marib ở phía đông nam Yemen. Houthi còn nói sẽ công bố hình ảnh và video để chứng minh cho tuyên bố của mình về vụ bắn hạ UAV MQ9. Houthi nói thêm rằng họ đã nhắm mục tiêu vào chiếc UAV đó bằng cách sử dụng tên lửa đất đối không. Trước đó, đài CBS News dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ xác nhận một chiếc UAV MQ-9 đã bị rơi tại Yemen và một cuộc điều tra đang diễn ra. Vụ việc không gây thương vong nào và UAV có vẻ rơi ở ngoài biển. Hầu thì đã nhận trách nhiệm bắn rơi chiếc UAV nói trên, ước tính có giá khoảng 30 triệu đô la Mỹ, tương đương 760 tỷ đồng. MQ-9 Reaper được lực lượng không quân Mỹ sử dụng để thu thập thông tin tình báo và thực hiện các nhiệm vụ giám sát, tìm kiếm cứu nạn và tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao và mục tiêu cần phản ứng nhanh. Những chiếc UAV này từng làm nhiệm vụ ở Iraq, Afghanistan, Syria và các quốc gia khác, trong đó MQ-9 là một phần quan trọng trong các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. MQ-9 Reaper có thể mang tới 6 tên lửa dẫn đường bằng laser hoặc 16 tên lửa Hellfire và gần 600 kg nhiên liệu. UAV này có thể di chuyển quãng đường gần 2.000 km. Trong năm 2018, MQ-9 Reaper đã bay tổng cộng 325.000 giờ, với tốc độ tối đa là 444 km trên một giờ. Hầu là một phần trong trục phản kháng, tập hợp các lực lượng chống Israel trong khu vực Trung Đông. Hầu đã nhận trách nhiệm nhiều cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào Israel giữa lúc diễn ra cuộc chiến với Hamas ở giải Gaza. Lực lượng Houthi bắt đầu tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ từ tháng 11 năm 2023 và tuyên bố đây là hành động nhằm ủng hộ người dân tại giải Gaza, nơi Israel triển khai chiến dịch trả đũa vụ tấn công vào tháng 10 năm 2023 của Hamas. Giới chức Mỹ cho biết Houthi hơn 50 lần tập kích tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, bắt một tàu hàng và đánh chỉ một phương tiện. Các đợt tập kích của Houthi giảm trong những tuần gần đây khi Mỹ và đồng minh không kích vị trí của nhóm một số quan chức Mỹ cho rằng Houthi có thể đang thiếu vũ khí vì các đòn không kích nói trên cũng như do liên tục phóng tên lửa và UAV nhằm vào tàu hàng qua biển đỏ trong nhiều tháng. Hoạt động tấn công tàu trên biển đỏ của Houthi đã làm gián đoạn vận tải biển toàn cầu, buộc các công ty phải chuyển sang hành trình dài và tốn kém hơn qua mũi hảo vọng Nam Châu Phi. Các vụ tấn công cũng làm dấy lên lo ngại rằng xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng và gây bất ổn cho khu vực Trung Đông.